Chào mọi người nhé, đây là một cái thuê bao 700m. Vừa mới kéo chưa đầy được một tiếng đồng hồ. Kéo xong thì dần đốt đây. Thế là cháy hết ở trên này. Bây giờ phải đi nối lại. Quá là buồn. Cả dây điện cũng bị cháy này. Nhưng mà dây điện đây họ thay mới lại rồi. Đây. Ở đây hôm trước là họ đốt rừng keo nên cái dây của mình đi rất là cao này, nhưng mà nó kiểu dạng cái lửa này nó lên nó cao quá ấy. Bị không biết bị đoạn này nó bị đứt nữa không, lắp chưa đầy mà lắp cả buổi sáng và buổi chiều toang luôn. Khu này kéo nó rất là xa. Video này thì hướng dẫn này anh em nối cái diệp quang nhé. Bây giờ phải dồn cái dây lại để có thể nối bằng cái diệp. Đây trên này. Còn cắt dây đi. Từ từ nhá, để anh tháo đây đã. Triển khai một thuê bao này được 70, nhưng mà đi làm mất mấy lần như này thì 70 cũng không đáng này. Cắt ở đây, tín nối ở đây. Ui giời. Ui giời, cháy hết cái khu này, ui giời. Căng quá nhỉ. Đây nhá. Không biết có còn dùng được nữa không nữa. Tí nó đi sang góc bên này này. Đi sang cái hướng bên này này, đi chéo sang bên này. Hôm trước lại đi báo cậu đông dồn hết cả cái cáp cũ đi nhá. Dồn hết đi mới đủ nối. Ở chỗ này thì không bị. Dồn hết cái dây cũ đi nhá. Ở trong cái khu này họ đang làm cái như kiểu làm khoáng sản đấy nhá. Kéo rất là vất. Rồi kéo về đi em ơi. À đâu, cần gì phải kéo nhở. Em nâng cái này lên thôi. Nâng cái dây này để anh dồn lại. Nhưng mà em phải tháo ở chỗ góc kia đi đã. Tháo hết rồi à? Đây. Cái này nó nóng quá mà nó tách cả cái dây ra cường này ra. Em bảo cậu Đông xoay bút vào nhá. Xoay cái bút quang vào. Tí xoay bút quang vào nhá.
Em giữ lại cái dây cho anh phát, để anh cho nó lên cái cây này đi. Giữ cái đầu nó lại. Ở đầu đầu bên kia kìa. Đầu đằng trước em ấy. Giữ lại để anh kéo lên cái cây này đi đã. Nó căng rồi à? Không, em phải giữ cái đầu đi qua cái cột đi đã. Để cho nó cao để anh mới hất được lên. Không có mở cổng à? Tí em bảo họ mở cổng với nhá. Rồi em giữ ở đấy thôi. Hôm trước cũng để thừa dài một chút, cho nên là bây giờ thì vẫn đủ để nối. Ui, bị hết khu này rồi anh em. Đây này. Đây này. Đấy. Dây nó cháy hết rồi. Tức thật. Hôm trước là cháy cả cái dây điện. Và dây điện phải thay. Đây, nó đến đây. Cháy hết đến khu này. Mình cũng không biết là họ đốt đâu. Lúc xong về nó mới. Lúc xong về thì họ mới bảo là bị cháy. Để mà chắc ăn nhất ấy, thì anh em xoay bút từ nhà khách hàng này. Xoay cái bút xoay quang ấy. Xoay nếu mà nó thông đến đây thì nó còn. Dây này nó còn dùng được. Nếu mà nó không sáng thì anh em phải cắt dồn về bên kia để xem nó bị đứt ở đâu nữa. Chứ lúc sau lại bấm lên lại không có tín hiệu thì. Cái đầu này thì mình cũng phải bấm để thử xem nó có tín hiệu vào đấy, đoạn này đó. Không nối lại mất công. Nối cái cáp quang này thì nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng bấm vào cái dẹp này thì nó cũng như kiểu bấm đầu phát. Mình bấm bằng cái đầu phát trước để mình kiểm tra tín hiệu xem cái chỗ này nó có tín hiệu không đã. Nếu không có tín hiệu thì lại phải cắt hết cái khu mà nó cháy này.
21 anh ạ. Có tín hiệu này. Như vậy là đoạn này nó không bị đứt. Ok. Đây. Đây có nhưng mà nó hơi yếu này. Cái bút xoay hơi yếu này. Bây giờ sẽ tiến hành là nối bằng diệp quang. Đây là một cái diệp quang anh em ạ. Cái diệp này thì nó ngắn hơn cái diệp đợt trước. Nó cũng khá là khó bấm. Sẽ đo lại nữa. Cái đầu cắt nó cũng bằng với cái đầu phát luôn. Alo. Anh ơi, em hỏi lúc nãy anh qua xem cái cam của cửa hàng của em rồi. Nó bị làm sao? Cái cam nó không có tín hiệu anh ạ. Không bắt được. Nó có nháy đèn không? Không nháy đèn. Đèn đỏ. Đèn đỏ á? Vâng. Không nháy đèn. Tắt bật hết đi xem nào. Rút điện ra cắm lại. Tắt nút lại mấy lần rồi không được anh ạ. Cái diệp mới này thì nó cũng bấm y chang cái đầu phát. Cắt góc cũng bằng với cái đầu phát luôn. Đây anh em cho một đầu vào trước này. Đây. Anh em cắm sâu sâu một chút. Đầu bên này mình sẽ để cho nó kênh lên. Khi nào hai cái sợi này nó cong lên là mình sẽ bấm đầu này trước này. Rồi. Alo. Em ơi. Vâng. Ông dẫn chị. Một cái cửa hàng mà hai người gọi thế. Chị bảo ấy, hôm nay về có hộ chị cái nhá, nó nháy lắm. Nháy xanh à? Ừ, nháy xanh nhôm trước ơi, chị rút ra cắm lại rồi nó không được. Rút lâu lâu vào, xong một tí mới cắm vào. Sao lại cũng rút lâu lâu rồi đây, bây giờ lại rút ra phát nữa nhá. Rút để lâu khoảng tầm 5-10 phút vào. Về mà cắm đi. Về mà cắm vợ vào xem được chưa? Anh nối xong rồi đây. Khi anh em làm xong thì anh em phải kiểm tra tín hiệu trước nhé. Trường hợp mình bấm nó bị lỗi chẳng hạn. Ở trên cái bao này nó có hướng dẫn này này nè. Đây. Cách cái 21,8 mm này. Đầu cắt quang hết 11 mm này. Cho chênh 0,025 mm. Chốt bên kia chốt cho em. Bên kia chốt chưa? Bên kia chốt dây chưa? Chưa. Không biết đủ dây chưa nên anh em chưa. Em nối chỗ này anh. Nối dẹp ấy. Như đầu phát ấy. Này, nó có cái túi này, hướng dẫn này. Làm theo hướng dẫn là được. Cũng cắm hai đầu vào. Ừ. Xong cài kiểu gì anh? Đây nó có cái chốt này. Đây. Chốt này. Mới ấn xuống được à? Khi nào nó bênh hai cái sợi này nó bênh lên là được, xong mình bấm vào là được. Đang trong cậu đông kiểm tra đấy, thấy
tí nữa chốt dây là được. Hôm trước lại kéo cua sang bên đấy. May đấy. Ừ. May nó đủ. Nói người ta bảo đốt lương kia. Đã lại gọi anh Đông rồi. Bảo xem chiều kéo không. Vì người ta bảo là chiều người ta đốt mà. Thế à? Vâng. Em mất công nhỉ? Đấy hỏi. Người ta đã bảo là biết mưa, nay mưa không? Mưa chắc không đốt đâu. Vừa mới kéo xong về lúc lúc chắc em ra bọn nó đốt đấy rồi ấy chứ. Chưa. Lúc em đi ra chưa đốt à? Chưa. Hơn tiếng là bị. Yeah. Chắc giữa trưa người ta thấy không mưa nữa, người ta ra người ta đốt. Dây này người ta cũng mua dây mới hết rồi. Ờ dây này dây mới. Tốn bao nhiêu tiền dây điện nhỉ? Tôi có bắt đèn à? Để dưới này họ đốt 25.53 suy hao. Đây em cứ cho vào này, lúc nào hai đầu bênh lên là mình bấm. Check tín hiệu. Hay cắm bị lỏng nhỉ. Nhưng hôm trước là thấy là 20 mấy, 23 rồi. Vào trong nhà 23. 25.53. Này đây 21 5 dB được à? Vẫn 25. Chút đầu ấy. Đang quay vlog này. Ờ. Đó, đo trên máy xem. Thì, 22 à? Ờ. 22. Ờ, cầu cắm lóng. Lóng quá. Ừ. Cầu cắm lóng nó lên 25 mà. Đấy. Xong bấm vào cái này là được. Đấy, em cứ theo cái này này. Nó ghi này, lúc nào cho một cái về mà thử. Cắt ở nhà ra mà làm. Cái này nó mới về ấy chị. Ờ. Mọi lần toàn phải cầm mấy hàn đi hoặc là đầu phát. Giờ nó có loại mới này. Ờ. Loại này nó bấm giống cái đầu phát luôn. Nó cũng cắt y chang cái đầu phát đấy. Cho nó đỡ tốn hơn. Đầu phát nó có hay gãy nhỉ? Ừ. Đây em vác thang sang đây này. Thang bên kia. Do đầu bên kia mình cắm lỏng. Cắm lỏng modem cho nên là tín hiệu lên 25. Đo tín hiệu 22 ở đấy rồi mà. Vẫn 25. Những cái sự cố như này thì mình mấy cái điểm mà nó lộ thiên nó dễ tìm như này thì anh em chỉ cần xoay cái bút từ nhà khách hàng. Nếu mà anh em làm quen rồi thì mình chỉ cần bấm vào đây là mình check tín hiệu trên hệ thống là được. Không phải xoay bút. Ở đây tước hết bà rồi.
Đây cho sang cột này để anh chốt. Thử chốt đây chưa? Hả? Hôm trước được chốt rồi à? Ờ. Thế thôi. Em để xa ra. Không phải xa mà là đây để sang góc bên kia kìa em. Bên này. Đây. Ở đầu cái giấy ni lông. Bên này. Bên này này. Tiến lên đi, đấy. Đặt thang cho nó dễ treo là được. Để cho phẳng vào. Không phẳng. Đâu em để ở trên này này. Ờ. Để chỗ nào mà phẳng, hai cái đầu phẳng là được. Ông trèo lên là như kiểu không lên hết thang ấy. Đấy, anh trèo lên anh nghe kiểu thế. Vứt cho anh cái băng dính ở dưới đây. Em cơi đi, anh giữ được không? Ờ thế thôi, để anh vòng đây luôn. Cứ giữ đi nhá. Không lên hết thang đúng không? Đây là cái con đường mà đi vào nhà khách này. Núi thì mất tầm 10 phút thôi, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải tìm ra cái điểm đứt đấy. Chỗ này chưa chốt đúng không? Lên đây mà thả dây một tí đi nhá. Dạ. Em thả một ít dây đi. Lấy cái thang này mà thả đi. Đoạn này vẫn còn trùng mà. Em thả tầm 30 phân thôi. Tầm đỡ căng thôi. Tao thì lên trên này nhá. Thả thì em vuốt ngược lại sang bên này. Video tạm dừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người cái video.